Dạ, cô thứ mấy? Dạ, thứ tư. Cô tư ha. Dạ. Dạ, cô tư cũng hơn 70 rồi ha. Dạ, 76 tuổi rồi. 76 rồi. Mái tóc của cô như vậy là đen là do cô nhuộm lại hay là từ xưa giờ nó đen? Không, từ hồi mẹ đẻ tới lớn. Ôi. Dạ. Chàng ơi, mái tóc đẹp như đẹp là đôi mươi vậy đó. Mà chị có thấy đặc biệt không? Đâu đẹp, đẹp hơn tóc coi, tóc con còn bạc nè. Con mới có 48 thôi. Có biết cô này không? Đi đi ấy hoài, đi xin cứu trợ đó. Đi xin cứu trợ hả? Dạ, người ta cho cứu trợ có gặp cổ nữa. Cô này là chủ tịch xã của mình đó. Trời ơi, vậy đừng buồn tôi nha. Dạ. Đi từ. Quên. Quên. Dạ. Đâu cần nhớ con làm gì? Nhớ chứ, trời ơi, nhớ cho đồ. Con nhớ gì? Dạ, mỗi lần cho cô chợ giấy nữa tôi cũng mừng lắm. Dạ. Vì có mẹ cho con sống. Con nuôi người con. Dạ. Mà con... bệnh suốt từ nhỏ tới lớn vậy hả? Dạ. Nay nó cũng gần 50 tuổi hay gì rồi. Còn nó còn dày là nó 50 nè. Cô biết tính không? Dạ không biết. Rồi cô đi làm vậy rồi cô không biết tính rồi ta đưa tiền sao cô đi? Người ta cho nhiêu cho. Ồ. Trong túi còn được tiền gì không? Không, không có tiền bạc gì hết, hết trơn rồi. Hết trơn rồi? Không có tiền. Hết trơn rồi mà sao cười tươi vậy? Hết, họ không có khi nào có tiền hết. Bây giờ cô cho con ra con thăm anh được không? Anh có bị quậy phá không? Dạ, nó nằm với giống nè. Đi được không? Được. Ừ, anh tên gì? Nó tên Ba. Sáng giờ anh Ba ăn gì chưa? Nấu cơm cơm ăn nữa rồi. Tức là cái chỗ của ảnh là dưới đây đây hả? Tôi này tôi còn nó ngủ bà ta cũng chặt sạch tính rồi đó. Ồ. Chặt sạch rồi, tôi chưa có kiếm cây lót lại. Ở chỗ này là cô nấu cơm đó hả? Dạ. Không có gì hết trơn á. Con hỏi cô nè. Dạ. Mấy cái củi đuốc này là ai làm? Hồi đó á, hồi tôi còn mạnh á, tôi làm rồi để dành có khi tôi chết á, có trụm. Để cái người còn lại có cái để lo phải không? Dạ. Giờ có ai đâu lo, nó vậy thì có ai đâu lo đâu. Chất củi ở trong nhà, để khi mình không còn nữa thì người ở lại có củi nấu cơm nấu nước, rồi nhà thì chỗ ráo chỗ khô, nơi nào chắn gió ít mưa thì là nơi con nằm. Anh Ba 10 tuổi phát bệnh động kinh, đến bây giờ là 34 năm, một tay cô đào săn sóc xưa giờ với ước mong bù đắp hết phần bất hạnh cho con. Cô năm nay là 76 tuổi rồi. Dạ. Cô có mơ ước cái gì không? Mơ ước chứ. Hồi đó cho cái nhà này mừng dữ lắm rồi ha. Nhớ mẹ con tôi mà lành lẽ rồi tôi mừng lắm. Giờ còn cái giách đó nó dột với mưa tạt. Mơ ước làm sao mà có tiền dừng lợi cho nó lành. Rồi bây giờ nghĩ cho mình chút xíu đi. Dạ. Cô muốn cái gì nhất cho riêng mình? Mà nghèo quá không có mong muốn gì hết trơn. Giờ giấy mẹ con tôi mình giỏi mừng nuôi con hơn. Bây giờ tôi chết thì không biết ai nuôi nó thôi, tôi nghiệp nó để lắm. Thương con, đến lúc mình không còn trên đời mà vẫn thương. Rồi mai kia mốt nọ mất đi, thì con mình ai nuôi? Dáng người mảnh khảnh, chân bước liêu xiêu trên lộ, cô quá gian hàng xóm để đến với chỗ làm. Cô ngồi đó cặm cụi, chà rửa những vết bẩn của đống chén dĩa còn sót lại, miệt mài góp nhặt từng đồng để lo cho người con từng miếng cơm, viên thuốc được đổi lấy bằng sự nhẫn nại, không than vang và với lòng biết ơn vô hạn. Trong cái cảnh khó khăn tận cùng của cô như thế này thì mình tặng cho riêng cô một cái người mẹ như vậy, một cái điều nào đó đời thường thôi. Mình cảm giác kiếm được thì ở địa phương giống như có một cái nhà sẽ đưa cô ra chợ. Cô sẽ đi mua cái gì cho cá nhân cô, hoặc mua cho con trai cô một cái áo thun, một cái gì đó, hoặc là mua những cái trái cây mà cô chưa bao giờ biết, thì cô sẽ thấy hạnh phúc một ngày đó. Đó giờ là khổ gì con? Dạ. Yeah. Nhưng mà con cũng không được ngon lành người ta. Dạ. Yeah. Cái ngày hôm đó là mình cho anh thấy tóc đẹp, cạo râu, bằng quần áo, bằng quần, bằng thun. Bằng tất cả yêu thương, chúng tôi cùng với địa phương đã thống nhất mang đến niềm vui cho cô dù chỉ là một ngày. Và chúng tôi đã liên hệ với anh Khanh, người mà cô luôn kể là cô luôn mang ơn vì đã giúp đỡ cho cô. Cô! Dạ? Cô nhớ con không? Tôi quên. Cô quên hả? Dạ quên.
Dạ. Cô ráng nhớ, cô nhớ con không? Họ không có biết, mới gặp đây à. Con là Phước Lập. Dạ. Từ đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh ghé thăm cô. Thì ngày hôm nay tụi con quay trở lại để thăm cô ngay nơi làm việc này. Dạ. Để cảm ơn ông chủ vì đã tạo điều kiện cho cô. Dạ, mang ơn ông chủ, tôi không có tiền qua mượn, ông lần mấy triệu ông cũng cho luôn. Ông không sợ tôi giật á. Theo anh thì với một cái người lao động lớn tuổi như thế này, cái gì anh quý nhất ở cô tư mình? Có nhiều cái để nói lắm. Cô ngồi cô lo cho cô đi, tụi con còn khỏe, tụi con ngồi được. Thấy thương cô ghê không? Dạ. Để mà nói về một cái người gọi là lao động á, thì cô Tư là một cái người đáng là trân trọng. Cái nghị lực của cô với cái sức khỏe của cô, nói hai cái điều đó thôi. Thì cô, nếu mà bình chọn á, thì cô là giải nhất của anh em ở đây đó. Dạ. Dạ. Con thấy ở phía trước có rất là nhiều hàng quán. Dạ. Có rất là nhiều thực phẩm mà trong cái cơ sở của mình anh Khanh có nè. Cô có bao giờ cô dám vô trong đó cô lựa cô mua không? Không, không dám mua. Mình quá trời thiếu tiền, ổng còn thiếu ổng 5 triệu sao dám mua. Thôi bây giờ con đi với cô. Dạ. Rồi con sẽ trả tiền cho. Rồi tôi gửi, tôi chọn 4-5 triệu rồi sao? Cô cứ chọn đi. Sao chú Hai? Dạ, tôi cứ tự nhiên đi với mấy anh đi. Vậy hả chú? Trời ơi, mừng quá hả? À. Dạ, đi mừng. Nha. Dạ. Thôi cho tôi xin chú qua, tôi nghỉ ngày nha chú Hai. Dạ. Tôi cứ để đi cho mấy cô. Dạ. Thuyết phục dữ lắm thì cô mới đi. Và cũng có anh Khanh ở đây thì thuyết phục cô mới dám nghỉ việc. Nhưng mà vô cùng tiết kiệm. Ở đây là tất cả những cái gian hàng, dạ, thức ăn, thực phẩm của mình. Dạ. Rất là nổi tiếng với đất Long An. Dạ. Lấy tiền này ở trong đây. Dạ. Cô chọn bất kỳ một cái gì ở trong đây và cô trả tiền. Dạ. Cái này 2 tờ chú Hai à? 2 tờ. Có giống tờ hôm trước không? Giống nè, cái tờ này giống. Tờ này giống không? Giống luôn. Nhớ lại coi hôm trước con đưa là bao nhiêu. À... con gửi cho cô cái này, cái này cũng là biếu tặng cô. Rồi cô biết cái này là gì không? Tờ 20 á. Dạ, cũng màu xanh này là tờ 20 nè phải không? Dạ. Cô đi chợ cái tờ này cô mua được mấy bữa ăn? Không, không, tôi không có đi chợ. Có mua gì gửi cho cháu đó, rồi cá gì mua cho thằng đó ăn hả? Cô giơ cái bàn tay cô lại 5 ngón hồi nãy đi. Cô đếm lại giùm con đi. 5 ngón? Là 500 ngàn chứ phải 20 nha. Biết số 5 không? Cái này biết số 5 không? Không, không biết chữ. Bây giờ cô đang có 1 triệu đồng. Cô mua hết cái số tiền này. Không. Con sẽ gửi thêm tiền và có thể dẫn cô ra siêu thị để mua thêm. Dạ. Nha. Dạ. Rồi cô cứ đi lựa hết chỗ này. Dạ. Xin cái bọc bỏ luôn. Ôi cô, tính tiền rồi hả? Tiền nè. Mua có được 2 phần chao với lại nước tương thôi hả? Thôi để dành tiền không mua nữa. Dạ. Khi bệnh hoạn rồi không có tiền nữa. Vậy hả? Dạ. Con vậy luôn. Thôi bây giờ nè, cô cứ tính tiền cái này, các bạn sẽ tính tiền cho cô. Dạ. Nha. Rồi bây giờ con sẽ đi chọn cho cô những cái món cô thích. Không. Nhưng mà con trả tiền cho cô. Dạ. Cái bao mì nó mắc lắm á. Cô biết bao nhiêu tiền không? Chú mua tôi trả tiền à, tôi mua không có trả tiền à. Con ghi nợ ông chủ. Bút quá tôi mừng, tôi trừ lương ổng. Mừng trừ lương nha. Mừng trừ lương. Chú Hai, ổng mua, ổng không trả tiền, tôi mừng trừ lương chú á. Rồi đi tiếp. Rồi, thôi gì vậy, đi. Thôi hoài vậy. Đi gì à? Nữa. Thôi đi gì à? Đi nữa đi. Đi. Đi vô dạo gì. Mắc tiền lắm á. Bao nhiêu tiền mà mắc? Không biết mà tắc mắc lắm á. Đây là cái nước giếng rất là tốt. Mắc lắm mà chú Hai ơi. Dạ. Cái này mấy trăm mà nhiều tiền lắm á. Rồi, cái này rẻ tiền đi. Nhiều tiền cái này thì không sao. Cái này uống để cho nó tăng cường sức khỏe. Dạ. Thôi chú lấy cái rẻ tiền. Rồi, không sao. Cái này nhiều tiền lắm. Dạ, không sao. Có nặng quá không? Rồi mình qua đây mình tính tiền. Đây bỏ cái yến vô. Cái này là của anh Khanh tặng cho cô. Còn cái này là của chương trình tặng cho cô. Dạ. Nha. Dạ. Cái này là con trả tiền rồi, không có cần phải lao động trừ lương nữa nghe. Dạ. Chú Hai ông trả tiền không có trừ lương tôi nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ. 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 Chú Hai cực khổ với tôi cũng đừng buồn nha chú Hai. Dạ. Bây giờ mình đừng nghỉ việc rồi mình đi tiếp cho cô nha. Dạ. Thôi từ vậy chú Hai. Dạ.
Trạm dừng chân thì đa dạng món hàng, nhưng chủ yếu là phục vụ cho khách du lịch, nên ekip quyết định sẽ cùng với cô Đào đến với chợ quê, nơi có lẽ sẽ phù hợp với cô hơn. Hồi nào giờ cô đi chợ Tân Thạnh chưa? Có đi. Nhỏ cháu cô đi bệnh nó đi chợ đi chích thuốc rồi đó. Cô bị sao mà cô chích thuốc? Tôi bị thiếu máu cơ tim, rồi bị cao huyết áp, rồi bị nhức mỏi cái đờ này nè. Con đưa cô lên chợ, đi xuống chợ mua đồ với cô nữa nha. Dạ cho tôi mua hả đi, tôi mua đôi dép à. Rồi đôi dép này đâu, dép là dép đàn ông chứ phải dép của phụ nữ đâu. Dép đàn ông, dép này tôi mang đi mặc nè. Chàng ơi. Má của một con. Cái màu này cô chịu không? Được. Nhiều cũng đâu gì nè. Có 35.000 thôi. Dạ. Dạ. Bớt đi. Bớt ngơ đi chẳng đi. Có 35.000 nha. Rẻ nhất rồi đó. Nó có màu tối. Màu này đẹp mà. Dạ còn mang màu khác qua một cười. Mua sắm thì lúc nào cũng tiết kiệm hết, nghĩ cho người khác nhiều hơn là cho mình. Dù không có biết giá cả, nhưng cứ nói là nhiều tiền lắm, rồi đòi về vì sợ hết tiền của chương trình. Thương cô vì đời quê nghèo đâu có dư giả gì để mà tiêu xài. Thứ gì nhà thiếu lắm thì mới bấm bụng mua. Và thêm niềm vui từ ngày mua sắm này, hành trình chia sẻ yêu thương đã cùng với các anh chị địa phương thực hiện tiếp một trong những điều mong ước của cô Đào. Đó là sửa sang lại vách trái bếp, kê nới chiếc giường mới và đặc biệt là anh ba, người hôm nay rạng rỡ hơn khi được cắt tóc rồi cạo râu tươm tất. Mong rằng cô sẽ nhớ mãi ngày hạnh phúc này và luôn giữ nụ cười để sống lạc quan cho những ngày tiếp theo. Đi vô tới đây là mình không còn đi ô tô được nữa, bà con ở đây là vẫn còn đi ghe đó. Mang đôi dép có đẹp không? Đẹp. Đây nữa nè. Rồi bây giờ như vậy, cô nhìn quan sát một lần đi, rồi cô thấy là cô sẽ chọn cái phần quà nào trước tiên nhất cho mình. Cái này nhìn. Cái gì vậy? Cái nồi cơm. Cái này là nồi cơm điện. Rồi. Tôi rồi đó, tôi mừng cái đó đó. Tôi mừng cái nồi đó. Đây là của công ty Ba Quân, của chị Ba Quân và chương trình. Dạ. Tặng cô nha. Dạ. Mừng quá trời mừng con. Nè, sao mà chọn cái nồi cơm điện đó con nghe. Trời ơi, nấu. Nấu làm sao? Kim điện nấu nó không có kiếm củi cực lắm. Dạ hả? Cuốc nông lâu lắm rồi mà không có tiền mua. Dạ. Tôi rất xúc động khi đứng đây là trao cái phần quà này 20 triệu đồng cho chị để lo cho em với mấy cháu. Dạ. Cải thiện cuộc sống của gia đình, mong chị vượt lên những cái khó khăn. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Đây, cảm giác là mình mua được đồ mình mừng phải không? Dạ mừng. Đào về cho khán giả thấy đẹp không nè. Cảm ơn vì những tình cảm này, chúng ta cùng nhau kết nối, ủng hộ và có những sự đóng góp thiết thực hơn. Thưa quý vị, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng phối hợp với là công ty cổ phần Ba Huân thực hiện với sự tham gia của rất nhiều những nhà hảo tâm. Bây giờ đây, xin hẹn gặp lại và chào tạm biệt. Tôi mang ơn chương trình hết, mang ơn hết cả chính quyền địa phương, chú Thiêm, chương trình lo lắng cho mẹ con tôi mang ơn hết.